Mời quý vị khán giả đến với chuyên mục Trên đường phát triển trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, huyện Thống Nhất nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là một đầu mối của những công trình giao thông lớn, kết nối cả vùng Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam. Những lợi thế so sánh này đang góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đồng hành cùng sự tăng tốc phát triển của huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Thống Nhất tỉnh Đồng Nai luôn sát cánh cùng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Đây là cơ ngơi bề thế của ông Nguyễn Văn Khiêm ở xa lộ 25 huyện Thống Nhất. Ngôi nhà này vừa được xây dựng 2 năm trước, đây cũng là thành quả sau nhiều năm ông Khiêm đầu tư nghề chăn nuôi. Trước đây ông nuôi heo nhưng 2 năm qua đã chuyển sang nuôi gà với công nghệ chuồng lạnh hiện đại. Chuồng lạnh giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, gà tăng trưởng tốt và đặc biệt không còn mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường. Cho dù lúc chăn nuôi heo hay gà, ông cũng đều được sự đồng hành hỗ trợ vốn kịp thời từ phía ngân hàng Agribank huyện Thống Nhất. Ngoài tài sản đảm bảo, ông được ngân hàng tin tưởng bởi tính thật thà, chất phát, siêng năng và luôn chuyên tâm vào công việc chính của mình. Agribank thì cũng hỗ trợ cho nông dân, cho những người chăn nuôi rất tốt. Chúng tôi cũng nhờ cái nguồn vốn để chăn nuôi, thay đổi cái kế hoạch tới. Chẳng hạn như tôi vừa rồi tôi thay đổi là tôi chuyển qua từ con heo, tôi chuyển qua con gà, cần cái đồng vốn cũng rất nhiều. Nhưng phía Agribank cũng hỗ trợ cũng tốt chúng tôi để làm hoàn thành công việc. Còn đây là cơ ngơi kinh doanh dịch vụ của chị Trần Thị Thu Hồng ở thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất. Xuất phát là một người không có tài sản gì lớn, buôn bán nhỏ bấp bênh, đến nay chị đã phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống rất tốt và hiệu quả. Từ mặt bằng rất nhỏ hẹp, cơ sở đã phát triển, mua thêm đất để làm nhà kho, bảo quản những vật dụng dùng cho các sự kiện, đám tiệc. Với quy mô ngày càng lớn mạnh, cơ sở này nhận tiệc khắp nơi trong tỉnh, thậm chí còn mở rộng sang cả Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị Hồng, được như vậy tất cả là nhờ từ đồng vốn của Agribank huyện Thống Nhất, từ sự chia sẻ và chân thành của những nhân viên tín dụng đến những người quản lý luôn đồng hành và gần gũi với người dân. Cái năm này á, nó chững lại là chững đều hết luôn, là mình ít, mọi người cũng ít luôn, nó không được giống như năm trước, nhưng mà nó vẫn là ok chứ không có đến nỗi nào. Thì tuột là tuột cả hết chứ đâu phải là một mình, thành ra là vẫn duy trì, vẫn bình thường. Vẫn bình thường là có nghĩa là ví dụ như mình có muốn vay của ngân hàng, mình vẫn đóng bình thường, chứ nó cũng không thể nào mà nó là năm tháng này tôi đóng được, tháng sau tôi không đóng là không có. Có là qua điện thoại mình chuyển tiền qua ngân hàng, là bên ngân hàng đóng là ok. Cũng có những lúc là cần phải ra gặp được anh hoặc là gặp chị Lan để mình trao đổi cái công việc của mình. Bà Lan ơi, bây giờ tôi đang khó khăn, vậy ngân hàng có giúp được tôi hay không? Hay là anh ơi, chị khó khăn ở chỗ đó, em hỗ trợ em tư vấn giùm cho chị vậy kia. Nhưng mà hai chị em rất là nói chung là rất là thương, rất là giúp đỡ rất là nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Không phải đơn giản mà theo Agribank huyện Thống Nhất, trong gần 4 tháng qua, chi nhánh vẫn tiếp tục đạt được những kết quả rất tốt trong số 6 chỉ tiêu mà ngân hàng Agribank tỉnh Đồng Nai giao. Kết quả 4 tháng qua dự ước đã vượt kết quả cả 6 tháng của năm 2024. Từng cán bộ tín dụng luôn sâu sát các món vay, lắng nghe tìm hiểu rõ những nhu cầu, chia sẻ những khó khăn cho khách hàng và người dân. Chính vì vậy, Agribank Thống Nhất luôn duy trì được tăng trưởng và hiệu quả cao. Đây có cái chợ đầu mối với lại mới phát triển thì đây cũng tập trung cho vay cái kinh doanh, phát triển ngành nghề kinh doanh chợ đầu mối với lại những cái cơ sở vật chất bên khu A1C1 phát triển kinh doanh, tập trung vào những ngành nghề đó. Còn từ đầu năm nay thì bây giờ thấy cái tình hình nông sản nó cũng cái thì bà con đang tiếp tục phát triển cái phần thu mua nông sản, thì Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con cho vay phần mình cho vay phát triển nông sản, với lại cái phần là sầu riêng với lại trái cây năm nay cũng được giá, thì Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con tăng trưởng cho vay để phát triển. Cuối năm 2023 thì chúng tôi kết hợp với lại các xã thị trấn là đi khảo sát 100% khách hàng mà có cái các hộ kinh doanh nằm dọc cái tuyến đường quốc lộ 9 để chúng ta vận động khách hàng mở tài khoản thanh toán và mở mã QR để khách hàng tới giao dịch mua bán thì sẽ quét qua mã QR, không thanh toán bằng tiền mặt. Thì trong năm 2023 chúng tôi đã làm và cũng đạt được kết quả, cái này cũng có kết quả. Thì trong năm 2024 chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chương trình kế hoạch chung của địa phương.
Với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, Agribank huyện Thống Nhất đang kết hợp với chính quyền từng địa phương đến từng hộ kinh doanh, hộ tiểu thương, tiệm tạp hóa để vận động người dân sử dụng số tài khoản, mã QR, Internet Banking để thay thế tiền mặt. Ngay như tại hội sở chính của chi nhánh, lượt người đến giao dịch trực tiếp trong ngày với ngân hàng rất ít và thư thớt, đa số khách hàng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng số rất triệt để. Tuy vậy, Agribank Thống Nhất luôn gắn bó với những khách hàng truyền thống, có những người không quen dùng công nghệ chỉ an tâm khi trực tiếp giao dịch. Hôm nay là đến đây để đi trả tiền xăng dầu cho công ty, chuyển tiền cho công ty Tín Nghĩa, đang mua xăng dầu về bán, hôm nay chuyển tiền trả. Mấy lần làm việc ở ngân hàng Agribank thì thấy rất là nhanh, mà nhân viên làm mau, quen, thành ra là mọi giao dịch đều giao dịch ở ngân hàng Agribank. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh lốp xe có quy mô lớn nhất Đồng Nai hiện nay. Sự nhộn nhịp và hàng hóa nhiều như vậy cho thấy không chỉ đơn vị này mà hoạt động kinh tế hiện nay đang hồi phục khá tốt. Dù kinh doanh quy mô khá lớn nhưng những bước đường phát triển đều có ngân hàng Agribank huyện Thống Nhất đồng hành, hỗ trợ vốn. Theo doanh nghiệp, hiện giá vỏ xe đang tăng khá cao, hàng loạt nhãn hàng đã báo sẽ tăng từ đầu tháng 5. Trong khi đó, mỗi khi nhập, doanh nghiệp phải chuẩn bị số lượng rất lớn để bán 2-3 năm, khi đó nguồn vốn lưu động từ ngân hàng kịp thời và nhanh chóng là rất cần thiết. Sau cái đại dịch Covid thì nền kinh tế nó cũng khó khăn, này cũng có vay bên ngân hàng Agribank phát triển nông thôn, rồi cũng hỗ trợ cho công ty Sơn Hải Ngọc rồi vay vốn để tái đầu tư, cũng phát triển tới nay rồi cũng được 5-7 năm rồi. Đang đồng hành cùng Agribank. Cảm ơn Agribank cũng đã kịp thời cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh tế có suy thoái sau đại dịch, cũng có cái nguồn vốn để tái đầu tư. Năm nay vẫn tiếp tục bám sát là cho vay là đối với là hộ cá nhân nhỏ lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và những khách hàng trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Thông qua những khách hàng truyền thống thì mình cũng nhờ họ giới thiệu thêm những người có nhu cầu vốn, những khách hàng có nhu cầu vay vốn, mình thẩm định nhanh chóng và giải quyết hồ sơ nhanh chóng để đưa đến vốn đến tay của người dân một cách nhanh chóng nhất. Để tiếp tục duy trì tăng trưởng trong thời gian tới cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng dư nợ cho vay, Agribank huyện Thống Nhất tập trung tăng nguồn huy động để có nguồn vốn dồi dào và tiếp tục mở rộng các dịch vụ. Sự phát triển mạnh của các mảng kinh doanh cũng có tác động tích cực với nhau để Agribank gia tăng hiệu quả, tiếp tục giữ vai trò là một tổ chức tín dụng quan trọng, thúc đẩy kinh tế, xã hội, huyện Thống Nhất phát triển. Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã liên hệ với lại chỗ trung tâm đền bù á, thì cũng đã có cái kế hoạch và đã làm việc rồi. Thì trong cái công tác đền bù thì về phía Ngân hàng Nông nghiệp sẽ là chủ động trong cái việc là, tất nhiên ở đây thì cũng nói với anh là rất nhiều ngân hàng cạnh tranh, tại giờ nó cũng công bằng thôi. Và cái việc này thì về phía Ngân hàng Nông nghiệp cũng chủ động lên kế hoạch, coi như là thực hiện là để các cả tổ chức các cái buổi để ngày nghỉ, để là mình tập trung cái lực lượng mình đi vận động trực tiếp khách hàng. Mình thông qua cái việc là các cái danh sách các hộ đền bù, vận động khách hàng để khi có cái khoản đền bù thì mình có thể trực tiếp từ khách hàng để chi trả. Thứ hai, về phía chỗ trung tâm đền bù thì chúng tôi cũng đã vận động để cái nguồn tiền đó về tại Ngân hàng Nông nghiệp. Thứ nhất là chúng tôi cũng được hưởng cái thời gian về cái tài khoản, cái lãi suất không kỳ hạn. Thứ cái nữa là lợi thế để mình có thể thông qua đó vận động trực tiếp khách hàng để mình tận dụng cái nguồn tăng trưởng cái huy động vốn. Để tiếp tục đồng hành cùng người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cùng cộng đồng xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Agribank huyện Thống Nhất đang có những gói vay ưu đãi cho người dân doanh nghiệp, trong đó có việc giảm lãi suất từ 8,5% xuống còn 7,5% với thủ tục giải ngân nhanh gọn. Đó cũng là điều kiện rất tốt để khách hàng và ngân hàng cùng phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này.
Chuyên mục Trên đường phát triển trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.